Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị đang theo dõi chuyên mục trợ lý ảo điểm báo. Chuyên mục phát sóng mỗi ngày vào lúc 18 giờ 15 phút trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio Cách mạng tháng 8 và Tư tưởng, tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ. Nếu coi bản chất của cuộc cách mạng chân chính là văn hóa, thì việc thực hành văn hóa, nâng tầm văn hóa của cả dân tộc cũng là thực hành một cuộc cách mạng to lớn và sâu sắc. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo hôm nay, Mời quý vị cùng nghe bài viết Chính sách chiêu hiền đại sĩ của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau cách mạng tháng 8. Bài đăng trên trang tiên giáo.vn Cách mạng tháng 8 năm 1945 do đảng ta lãnh đạo, nhân dân ta đồng sức đồng lòng, đủ bùng đứng dậy sáng loa, làm nên một sự kiện long trời, lỡ đất, thay đổi căn bản số phận của cả dân tộc và mỗi người dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa. Một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã tạo bước ngoặt sâu sắc, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, xây đắp một chế độ xã hội mới mẻ, tốt tươi, đẹp đẽ ở Việt Nam, thể hiện đầy đủ, sâu sắc và sinh động bản chất dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân thắng lợi vẻ vang đó là động lực, là mục tiêu cao cả, là niềm cảm hứng to lớn cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta viết tiếp trang sử mới của một thời đại mới vì niềm tự hào, tự tôn dân tộc, vi phẩm giá con người. Ngay từ những ngày đầu và nhiều năm tháng sau đó, cách mạng tháng 8 và nguồn sáng tình yêu từ lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trở thành niềm kiêu hãnh, sức kết nối và lan tỏa của triệu triệu con tim thành niềm cảm hứng lớn lao, trong trẻo, ào ạt của cả dân tộc đang tự tin vương về phía trước. Với tầm nhìn thời đại, tầm vóc văn hóa, bản lĩnh chính trị cùng với việc đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ đã rất yêu quý, tôn trọng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và như một sự đáp đền, rất nhiều nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tỏ rõ sự yêu kính, ngưỡng mộ và biết ơn cách mạng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thân cao cả của Đảng, của chính phủ và chế độ mới, nhất tâm đi theo con đường sáng mà cách mạng tháng 8 đã khai mở để xây dựng chế độ mới chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến kiến quốc nhiều hy sinh, gian khổ ở phía trước, đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực thi nhiều biện pháp nhằm phát hiện, tập hợp, sử dụng, trọng dụng nhân tài, giúp đỡ thế hệ trí thức mới tiến bộ, đào tạo họ thành những những trí thức chính tâm và thân dân. Trong bộ máy của chính phủ lâm thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời ông Vĩnh Thụy, vua bảo đại của chế độ cũ làm cố vấn chính phủ, khá nhiều bộ trưởng, thứ trưởng là nhân sĩ, trí thức đã tham chính. Cụ Hồ xác định, cùng với chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoài xâm, thì phải kiên quyết, nhanh chóng củng cố và tăng cường bộ máy chính quyền. Thực thi quyền dân chủ của nhân dân xuất tiếng Việt đi đến Quốc hội để quy định hiến pháp, bầu chính phủ chính thức. Chính phủ lâm thời tổ chức chú đáo, khẩn trương việc soạn thảo hiến pháp cùng các công việc cho tổng tuyển cử. Bản dự án hiến pháp được Hội đồng Chính phủ thảo luận, sửa đổi, bổ sung, công bố trên báo chí và gửi văn bản đến tận các làng, xã, thôn, bản xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Ngày 1 tháng 1 năm 1946, Chính phủ lâm thời tự cải tổ thành chính phủ liên hiệp lâm thời, tiếp tục mở rộng thành phần là những người có tên tuổi, có uy tín, là nhân sĩ, trí thức tiêu biểu như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trần Quy Liệu, Chu Văn Tấn, Nguyễn Văn Tố, Lê Văn Hiến, Phạm Văn Đồng, Vũ Đình Hòa, Cù Quy Cận và một số thành viên khác của Việt Quốc. Việc cách trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946 ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử việt nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình ngày mai quốc dân ta sẽ tỏ cho thế giới biết rằng dân việt nam ta đã kiên quyết đoàn kết chặt chẽ kiên quyết chống bọn thực dân kiên quyết tranh quyền độc lập qua những lần bổ sung và thông qua tổng tuyển cử bầu cử quốc hội trong thành phần quốc hội chính phủ có thêm sự tham gia của nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng như cụ Quỳnh Thúc Kháng, cụ Nguyễn Văn Tố, cụ Bùi Văn Đoàn, trong bài viết Nhân tài và Kiến quốc, đăng báo Cứu quốc, số ra ngày 14 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển, càng thêm nhiều. Người nhấn mạnh, nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài, e vì chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh và chính phủ mới nhiều trí thức văn nghệ sĩ là người việt nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã tự nguyện rời bỏ cuộc sống nơi vùng qua, trở về tổ quốc tham gia kháng chiến kiến quốc đề gian khổ thiếu thốn như hoàng minh giám vũ đình tụng tạ quang bửu phan anh phạm quang lễ tức trần đại nghĩa trần hữu tước U lương định của nguyễn văn huyên nghiêm xuân yên nguyễn xiển nguyễn hữu thọ huỳnh tấn phát phạm ngọc thạch đặng văn ngữ trịnh đình thảo trần đức thảo ngụy như con tum và nhiều người khác. Câu chuyện nhà khoa học trẻ Phạm Quang Lễ du học ở Pháp từ năm 1935, tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân tại năm trường đại học danh tiếng của Pháp, từng làm việc tại trường quốc gia hàng không và vũ trụ Pháp, sau đó sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và viện nghiên cứu vũ khí của Đức. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thúc chuyến thăm nước Pháp vào ngày 18 tháng 9 năm 1946, Phạm Quang Lễ cùng với ba trí thức trẻ khác là Võ Quý Huân, Trần Hữu Tước, Vũ Đình Quỳnh theo người về nước. Trong điều kiện rất khó khăn, thiếu thốn ở chiến khu Việt Bắc, Ông đã triển khai nghiên cứu chế tạo vũ khí cho quân đội non trẻ của ta. Tên mới Trần Đại Nghĩa là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho ông. Kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã chủ trì nghiên cứu, tổ chức chế tạo thành công nhiều loại vũ khí đang rất cần cho bộ đội ta, phù hợp với thực tế chiến trường và cách đánh của ta. Điển hình là súng và đạn Yoka để đánh xe tăng, xe bọc thép và lô cốt địch, súng không giật cỡ 60mm gây cho kẻ địch nhiều thất bại và nỗi kinh hoàng. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đang sống và làm việc tại Nhật Bản đã nghe theo tiếng gọi của tổ quốc trở về nước với tài sản quý nhất là các giống nấm kháng sinh để chế tạo thuốc penicillin và streptomycin đang rất cần cho bộ đội và nhân dân ta trong cuộc chiến đấu chống xâm lược Pháp và sau này là đế quốc Mỹ. Năm 1955, ông sáng lập và làm viện trưởng viện sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Việt Nam, tập trung nghiên cứu phòng chống và điều trị căn bệnh sốt rét tại Việt Nam. Năm 1967, ông hy sinh ở chiến trường miền Nam khi đang tập trung nghiên cứu việc phòng chống căn bệnh sốt rét. Cách mạng tháng 8 và tư tưởng tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ. Nếu coi bản chất của cuộc cách mạng chân chính là văn hóa, thì việc thực hành văn hóa, nâng tầm văn hóa của cả dân tộc cũng là thực hành một cuộc cách mạng to lớn và sâu sắc. Đường lối văn hóa kháng chiến văn hóa quá kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa của đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện đầy đủ trong chỉ thị kháng chiến kiến quốc ra ngày 25 tháng 11 năm 1945 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng được sáng tỏ, nhấn mạnh trong bức thư nhiệm vụ văn hóa Việt Nam trong công cuộc cứu nước và xây dựng nước hiện nay. Của đồng chí Trường Chinh gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 11 năm 1946. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Người chỉ rõ Tây Phương hay Đông Phương có cái gì tốt, ta học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam, trao dồi cho văn hóa Việt Nam. Thật có tinh thần thuần túy Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ. Người nhấn mạnh, văn hóa liên lạc mật thiết với chính trị, phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, tâm lý của ta lại còn muốn lấy tự do, độc lập làm gốc. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do, số phận dân ta là ở trong tay ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Trong thư gửi các quan sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951 ở chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Người đề cao vai trò xung kích của văn hóa trong sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Văn hóa cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự phải tạo thành những mặt trận có sức mạnh to lớn trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Chính trị, kinh tế, văn hóa đều phải coi là quan trọng ngang nhau đồng hành cùng dân tộc, cùng nhân dân dưới ngọn cờ của đảng, nhiều thế hệ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục trở thành người chiến sĩ trong các cuộc trường chinh đánh tháng 2 để quốc to là Pháp và Mỹ đưa đất nước vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng, nhà nước đã tặng thưởng nhiều hội đoàn, tổ chức làm công tác văn hóa, văn nghệ, khoa học, kỹ thuật, các trí thức, văn nghệ sĩ huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đến nay, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam liên tục tăng. Các nhà khoa học đang đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, hai năm qua là cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, nghiên cứu phát triển bộ kích xét nghiệm, phần mềm ứng dụng khai báo y tế, truy vết người nghi nhiễm, khám chữa bệnh từ xa, điều chế vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Đảng, nhà ước khẳng định quan điểm coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn sức mạnh nội sinh, là động lực to lớn để phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. Chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi chiến lược phát triển đất nước. Câu đột phá đầu tiên và rất quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Trong đó, tầng lớp trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là đội ngũ tài năng của dân tộc từ đó góp phần nâng tầm trí tuệ tầm văn hóa của dân tộc sức mạnh nổi trội của đất nước